Hello, xin chào tất cả anh em nha. Rất vui khi được gặp anh em vào video lần này. Nói chung mà cuối tuần này mình cũng có về được một số phụ tùng game 125 cũ có, mới có. Anh em xem sơ qua nha. Đầu tiên thì mình xin gửi đến anh em bộ qua lăng mâm lửa game 125 lắp vừa cho full Chanel, full Chanel 2 GT gì đó. Một bộ nó gồm như vậy, 1.000.000 bao ship. Bộ này 3 kg mấy nghe anh em. Kế đến là mấy cục IC đêm lùng 99, 950 cục IC 125 600, tất cả bao sống hết trơn nè, mình test rồi mới lấy, anh em yên tâm. Đây là hai cặp phục sau game 125 chung, là phục đợt này về nó không có đẹp như mấy đợt trước, anh em coi ok thì lấy, còn không thì thôi. Chung thì mình cũng bán giá theo giá tiền, đẹp bán đẹp, đẹp ít thì bán giá rẻ tí, rẻ một chút. Chân sáng chứ có về mắc cái đầu à, cái này thấy gì nó dễ bị trong lắm nha, nó dễ bị bong lắm nghe anh em. Cái này mà rửa xe mà xịt ngay cái là nó cũng bay luôn á. Hai cục mâm các xin thắng đùm dành cho rim 125 quen pha rồi đó, xài ok. Cặp 1.600.000 bao ship mới nghe nè, tại về mình xé thùng bỏ hết trơn rồi nên mình quắn bia cho nó đựng cày. Đây là cam đùm niền rim 125, nó chỉ có cam đùm niền bật đạn không chỉ chứ nó không có má đùm nghe nè. Tại người ta mua về người ta thay lên bánh mâm á, thì người ta giữ má đùm lại người ta xài chứ người ta không có bán. Đây, CMC, cái mã của nó đây, để mình lật cái mã này anh em coi. Đây, cái mã nó cũng FR đây. Xe hết, bánh trước. Đây cần số riêng 125. Hàng Honda Thái Lan. Xi bóng nghe nè. Tại chỗ mình nó ngay mặt trời ở nên giờ này nó hơi giả nắng nè, anh em thông cảm. Đây cần thắng. Cái bộ này mà lên phu chờ là đẹp lắm, tại nó xi bóng nhờ nó sáng xe, còn của phu chờ nó gam màu tối nhìn nó không sáng bằng. Đây là dên lốp giữa rim 125 thích hợp cho anh em lên xe phu chờ neo, phu chờ 2 quen 125 mà mấy cái dên mà mình đã ép nhiều lần, hoặc là cái lốp giữa mà mình đã lên code của cái con ốc nhớt rồi á, thì mình thay gì luôn nguyên bộ gì luôn cho nó tiện. Lại cái dơ nó nằm trên cái lốc giữa nó ít bị tác động hơn là cái dơ mà lấy ra lấy vô. Bộ gì là 3.000.000 anh em. Bao ship. Đây là ba bộ đầu lòng bình sẵn con ghim 125, thích hợp cho mấy xe full 2, full Chanel, kim GT đồ mà muốn lên mẫu quay Thái á, quay 125 á, quay 125i, 125s rồi đó, thì lên nguyên bộ gì là ok. Hoặc là anh em muốn mua bình xăng, muốn mua món gì trên một cái bộ đầu lòng này thì mình bán hết, mình có xe lẻ mà. Với thường bình xăng mà mình bán một bình 1.400.000 á, thì mình có lấy ở trên mấy cái đầu này thôi, chứ mình không có lấy mấy cái bình đổ đóng. Vậy giá cả nó khác nhau, anh em đừng có so bì với giá mấy trăm. Nói chung tiền nào có đó à. Anh em thích giá rẻ thì xài đồ chất lượng nó theo cái giá tiền đó thôi, chứ nó không đòi hỏi được chất lượng cao. Như bộ bình xăng con Cowboy Turbo xá xị đầu lòng
cam cò sụt bắp bugi bách bẩn, nói chung mình bán là đầy đủ, mình không có lấy lại gì chứ. Ốc cổ bô có đầy đủ, là một bộ nó vậy. Giá tại mình cũng có chia lại cho anh em khác bán, nên mình mấy món nào mình không báo giá là mấy món đó có chia, còn mấy món nào mình có báo giá là mình không có chia. Anh em mà muốn mua rồi á, thì tự liên hệ trực tiếp mà, chứ không có phải comment hỏi giá cho nó mất thời gian. Tại vì anh em hỏi giá xong thì anh em cũng phải kết bạn Zalo để coi hình trực tiếp rồi, chứ không ai hỏi giá xong cái là không coi hàng mà lấy đâu. Đây là củ đề Rim 125 lắp chừa cho Full 2, Full Chanel, Full chờ LED luôn. Nói chung là dòng Honda 125 là lắp chừa hết. Mấy bình xăng này mình cũng lấy từ mấy cái đầu lòng nó ra nghe nè, nhìn bình nó đẹp, theo vết mực nè, vết mực vết lai nó còn, ốc chỉnh xăng chưa chỉnh nè, có là xài nó có bụi thôi, mình về mình chưa vệ sinh, không có vệ sinh, mình không có tẩy rửa gì trong đó, anh em dòm xá xị là biết. Turbo này cũng có bán rồi, cái 600 bao ship 2021, 2020 550. Ông si này cũng có bán lẻ nữa nghe, ông mới cũng có mà ông theo xe cũng có. Đây cặp gác chân ghim 125 lắp vừa cho phụ chờ hai phụ chờ neo, chung cặp gác chân này mà đi chung với cái bô đó là hết sảy nên đẹp lắm. Đây là đồng hồ quay y 2010, mẫu dành cho Full Chanel hoặc mẫu GT lên cũng được, cũng gắn được luôn. Cái nền nó 2010, nó nền nó màu xanh. Chúng mình cũng có giới thiệu với anh em số đồ, thì anh em nào mà quan tâm cũng như muốn mua thì liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình ha. Thì anh em nào mà không mua thì xem chơi thoải mái. Thì cảm ơn anh em đã xem hết video, hy vọng anh em kết bạn Zalo cũng như là đăng ký kênh để xem được xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.